Ashimayo. Con không ăn rau được không mẹ? Mẹ nó bình lo. Doraemon. Ashimayo. Ashimayo năm mới. Để được nè mẹ ơi. Rau ngon quá đi. Ashimayo nhìn thích mắt chuẩn vị ngon. Đầu bếp Quốc Nghị và Minh Tuấn xin được chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Quốc Nghị. Chào Minh Tuấn. Tráng Nang, hôm nay có một cái đặc biệt lắm. Giới thiệu với lại Quốc Nghị luôn, mướp hương mình biết rồi đúng không? Nhưng điều đặc biệt ở chỗ là mướp hương này là nhà trồng, sạch, ngon và tươi. Trời ơi, Minh Tuấn biết trồng mướp hương luôn hả? Tất nhiên rồi, nhưng mà không phải Tuấn trồng, mẹ trồng. Nhưng mà Tuấn thấy một cái điều nha, là hầu hết hiện nay là cái xu thế là mọi người tự trồng những cái loại thực phẩm ở nhà để mà mình đảm bảo được an toàn, mình kiểm tra được nguồn gốc. Nhưng mà nó lại có một cái vấn đề khác là khi mà tới mùa rồi thì nó dư rất nhiều, mình ăn không hết. Mới là nghĩ có thể là với một cái mướp hương mà ngon mà công sức đổ vô trồng như vậy này, có làm được một cái món gì khác đặc biệt không? Mướp hương á, thường thường người ta xào với lòng gà. Thì hôm nay Quốc Nghị sẽ chọn một cái nguyên liệu kết hợp mướp hương, đó là tim heo. Wow. Vậy thì chúng ta sẽ cùng vào bếp để thực hiện món ăn có tên gọi là mướp hương xào tim. Những nguyên liệu cần chuẩn bị cho món ăn ngày hôm nay gồm có mướp hương 300g, tim heo 100g, hành tây, rau quế, bột năng, hành tỏi băm, ớt sừng cắt lát, ớt sừng băm, một số gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Bước đầu tiên của công đoạn sơ chế thì Quốc Nghị sẽ cắt tim thành những cái lát mỏng như thế này. Để xử lý phần tim heo, Quốc Nghị sẽ chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi, cho vào đây một ít muối nè. Tiếp tục là cho phần tim heo vào. Mình chần qua nước sôi cho một ít muối chắc chắn là phải có một cái lý do gì đây? Thật ra đây là một lưu ý nhỏ, quý vị nên chần tim qua nước sôi với một ít muối để giúp tim sạch kỹ hơn. Sau khi tim đã được chần sơ nước sôi, cho vớt nó ra. Ướp vào đây 1/4 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1/4 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu và cuối cùng là 1 muỗng canh hành tỏi băm. Bây giờ mình sẽ trộn đều. Mướp hương chúng ta sẽ cắt lát xéo khoảng 1cm. Cái đấy là hành tây, Quốc Nghị sẽ cắt thành múi cao nhỏ. Cuối cùng là phần rau quế, Quốc Nghị sẽ cắt nhỏ lại. Đây là một lưu ý nhỏ, việc sử dụng rau quế trong món mướp hương xào tim giúp cho món ăn có hương vị mới lạ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Chảo nóng chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Quốc Nghị sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng canh hành tỏi băm nè, 1 muỗng cà phê ớt sừng băm. Bây giờ chúng ta sẽ cho phần tim heo vào, xóc chảo cho nó thấm đều. Mình cũng thấy là đối với lại món ăn này là Quốc Nghị là xào lửa rất là lớn luôn. Thì cái việc xào lửa lớn giúp cho món ăn chúng ta ngon hơn và không bị ra nước. Chúng ta sẽ cho tiếp vào phần hành tây. Chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng canh nước bột năng. Xong, chúng ta sẽ cho phần tim và hành tây xào ra đĩa. Chúng ta vẫn giữ nguyên cái chảo xào tim. Rồi, cho tiếp tục vào đây khoảng 1 muỗng canh dầu ăn nữa. Quốc Nghị sẽ cho mướp hương vào. Anh em vào đây nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Việc sử dụng bột ngọt Ajinomoto giúp tăng vị ngọt tự nhiên của món ăn. Anh em vào đây nửa muỗng cà phê muối. Sau khi phần gia vị đã thấm, Quốc Nghị sẽ cho phần tim và hành tây đã xào trước đó vào. Quốc Nghị sẽ cho phần rau quế, ớt sừng cắt lát vào. Đảo đều, tắt lửa, ra đĩa. Quá thơm luôn Minh Tuấn à. Hấp dẫn, nước xào nó áo bên ngoài cái miếng tim nhìn cực kỳ hấp dẫn. Cuối cùng không thể thiếu là một cọng rau quế. Thưa quý vị, như vậy là món ăn của chúng ta ngày hôm nay đã hoàn thành. Bây giờ phần đánh giá sẽ dành riêng cho Minh Tuấn. Cảm ơn Quốc Nghị. Trời ơi, chấm một ít nước tương phủ sĩ ha. Mình Tuấn đảm bảo với lời quý vị là món ăn này sẽ không còn một miếng nào nữa, nhưng mà quý vị làm ở nhà đúng theo công thức của Quốc Nghị trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cực kỳ ngon. Cái phần mướp á cực kỳ ngọt ha, và đặc biệt á là nó có cái độ mềm sực nhẹ, bên cạnh đó là hòa với lại cái phần tim được xào thấm gia vị vừa ăn, nước sốt thì đậm đà, và đặc biệt á là cái phần mà cho rau quế vào nó thơm lừng, một cái hương vị hoàn toàn khác. Chắc chắn khi mà quý vị chúng ta làm món này tại nhà, quý vị sẽ có cùng cảm nhận với lại Minh Tuấn và sẽ cực thích món ăn ngày hôm nay cho mà xem. Cảm ơn Minh Tuấn và Quốc Nghị xin chúc quý vị khán giả thực hiện thành công với món ăn ngày hôm nay. Còn bây giờ thì đầu bếp Quốc Nghị và Minh Tuấn sẽ được nói lời chào tạm biệt đến toàn thể quý vị, và chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những chương trình tiếp theo của Món Ngon Mỗi Ngày.